Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng dành gần 11,6 tỷ đồng đầu tư khuyến công năm 2019. Hồng Lên, Đà Lạt. Giá hoa hồng cung cấp thị trường ngày Valentine tăng mạnh. Không chủ quan với cúm mùa. Làm du lịch dưới tán rừng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt thực hiện công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, toàn quốc tổng chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp là 290.545 người. Riêng đối với tỉnh Lâm Đồng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 là 5.000 lao động. Đối tượng tập trung đào tạo cho lao động ở những vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, lao động thuộc các xã chưa đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới và ưu tiên tổ chức lao động ở các vùng khó khăn. Phân bổ chỉ tiêu đào tạo 50% cho lao động ở các doanh nghiệp nông thôn, 20% cho thành viên hợp tác xã trang trại, lao động thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đào tạo theo hình thức bắt tay chỉ việc, đào tạo tại nơi sản xuất, tại các thôn, bản, xã, lấy thực hành là chính. Đến nay, Lâm Đồng có 54.470 ha đất canh tác sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chiếm 20% diện tích canh tác, thu hút được 1.400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Giá trị sản xuất trung bình đạt gần 300 triệu đồng một ha một năm. Nhiều diện tích sản xuất đã cho doanh thu 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng một ha. Trong đó có 9 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 22,5% so với cả nước. Nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại tiềm cận nông nghiệp thông minh 4.0. Nhằm tạo đột phá nông nghiệp thông minh, Lâm Đồng đã có đề án hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2020. Theo đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nói chung, Lâm Đồng còn hỗ trợ cho mỗi dự án 50% vốn cho tư vấn dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ, hỗ trợ 50% chi phí áp dụng khoa học công nghệ mới, hỗ trợ doanh nghiệp được vay vốn quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ phát triển khoa học công nghệ. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, năm 2019, kế hoạch kinh phí khuyến công toàn tỉnh là gần 11,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí địa phương là hơn 9 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 2,5 tỷ đồng. Nằm trong dự toán kinh phí khuyến công năm 2019, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các đề án cho thu hồi kinh phí là 7 tỷ, chiếm 76%, và hỗ trợ các đề án không thu hồi kinh phí trên 2 tỷ, chiếm 24%. Qua đó, Sở Công Thương tỉnh sẽ tập trung cho các hoạt động khuyến công như hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ tổ chức tham gia hội chợ công nghiệp thương mại, hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo cung cầu và ổn định thị trường, kiểm soát quản lý chặt chẽ các mặt hàng nông sản ngoại nhập. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong năm 2019, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo cung cầu và ổn định thị trường, kiểm soát quản lý chặt chẽ các mặt hàng nông sản ngoại nhập, các hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản sau Tết Nguyên đán. Riêng ngành công an và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục tăng cường quản lý đối với các hoạt động lưu trú, du lịch mạo hiểm, các trò chơi điện tử, máy bắn cá, tập trung nắm bắt thông tin phương thức thủ đoạn của các đối tượng, tổ chức hoạt động tín dụng đen, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Đặc biệt, ngành thuế và các đơn vị liên quan phối hợp tham mưu phương án phòng chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong việc chuyển nhượng các dự án trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong thời gian tháng 3 năm 2019. Được biết, trong năm 2018 vừa qua, các ngành liên quan đã phối hợp thanh tra kiểm tra gần 3.800 cuộc, qua đó phát hiện xử lý trên 2.100 vụ việc. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự tối nay: Hồng Lên, Đà Lạt và những giá trị về kinh tế. Giá hoa hồng cung cấp thị trường ngày Valentine tăng mạnh. Với nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế cao,
Hiện nay huyện Đức Trọng đang nhân rộng diện tích cũng như đề xuất đăng ký nhãn hiệu vùng trồng nấm Đức Trọng. Tổ dân phố 5 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là nơi tập trung khoảng 44 hộ trồng nấm với 220 trại nấm. Các hộ nông dân trồng chủ yếu là nấm mèo. Được hình thành từ những năm 1990 và năm 2016, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận là làng nghề. Hiện nay, làng nghề này được nông dân chuyên canh cây nấm với kỹ thuật cao, tạo nên sản phẩm nấm có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng. Vì vậy, để tạo điều kiện đưa các sản phẩm nấm của làng nghề ra thị trường rộng rãi, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và Sở Khoa học Công nghệ đã đề xuất xác nhận bản đồ nhãn hiệu tập thể vùng nấm Đức Trọng. Đề xuất này vừa được Cục Sở hữu trí tuệ chính thức công bố và tiến hành thẩm định. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Đức Trọng cùng Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ làng nghề sớm hoàn tất thủ tục để đăng ký nhãn hiệu, đồng thời quản lý và sử dụng nhãn hiệu đúng quy định nhằm tạo sự phát triển bền vững cho làng nghề. Huyện Lâm Hà phấn đấu đến cuối năm 2019, hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3,11% xuống còn 2,5%. Trong đó, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 8,15% xuống còn 5,85%. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương đang tập trung nhiều giải pháp toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban dân huyện Lâm Hà đã tiến hành phân tích đánh giá đúng các nguyên nhân dẫn đến nghèo, phân loại theo nhóm nguyên nhân nghèo, xác định nhóm hộ có khả năng thoát nghèo, làm cơ sở thực hiện các chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo một cách chính xác, hiệu quả, và nắm bắt quản lý nhóm hộ không có khả năng thoát nghèo, nhóm hộ yếu thế trong xã hội để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ. Ngoài ra, để phát huy nội lực của người dân đối với nhóm hộ nghèo do thiếu đất sản xuất, sẽ được huyện hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, phát triển thêm các nghề như trồng dâu, nuôi tầm, chăn nuôi, làm nghề thủ công, giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động đang thiếu việc làm. Với những kế hoạch trên, huyện Lâm Hà phấn đấu đến cuối năm 2019, hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3,11% xuống còn 2,5%. Trong đó, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 8,15% xuống còn 5,85%. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt vốn được thiên nhiên ưu ái, nên không chỉ sở hữu vẻ đẹp lung linh huyền ảo của những thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là vùng đất để trăm hoa đua nhau khoe sắc. Không chỉ vậy, Đà Lạt còn nổi danh bởi những đặc sản, trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của thành phố Đà Lạt sau mỗi chuyến du lịch của du khách. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong hàng trăm ngàn loài hoa hiện hữu trên phố núi Đà Lạt, hoa hồng được ví là thiên sứ của các loài hoa. Trước đó, hoa hồng có nguồn gốc từ hoa hồng Pháp, được trồng sớm nhất khi đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt mới hình thành vào cuối thế kỷ 19. Và khi những cư dân đầu tiên ở các tỉnh thành phía Bắc đến Đà Lạt lập nghiệp, nhiều loài hoa theo chân người di cư đến trú ngụ và qua bàn tay cần cù lao động của nông dân. Cây hoa hồng từ đó bám rễ và sinh sôi trên cao nguyên Lâm Viên. Và loài hoa này được trồng đầu tiên ở làng hoa Vạn Thành, sau đó phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, trở thành cây hoa chủ lực được nhiều nông dân gắn bó. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, nông dân Đà Lạt đã nhanh chóng tiếp cận công nghệ cao, trồng hoa trong nhà kính, đồng thời đã chủ động lai tạo từ giống hoa hồng mới nhập từ nước ngoài với giống hoa hồng có trước đó, cho ra đời những giống hoa hồng mới, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt về sản phẩm hoa cắt cành trên thị trường trong nước và ngoài nước. Tôi làm đây cũng bông hồng đã mười mấy năm rồi, nghề nghiệp thì làm bông hồng mà cũng trực thuộc sống ở làng hoa Hà Đông, mà cũng đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Mặc dù nó cũng không có hiệu quả gì lắm, nhưng so với lại làm cái lĩnh vực khác thì làm bông hồng cũng tương đối ổn định. Không chỉ nổi tiếng về hoa, Đà Lạt còn nổi tiếng về những đặc sản, trong đó phải kể đến hồng ăn trái. Trái hồng cũng du nhập và được bà con nông dân trồng ở Đà Lạt từ rất lâu. Loại quả này cho ăn trái bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 12. Trái của nó được chế biến theo nhiều cách, có thể ăn hồng giòn, hồng chín, hồng sấy khô, hồng dẻo. Trong 5 năm trở lại đây, trái hồng đã được một số doanh nghiệp nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt chế biến theo công nghệ Nhật Bản với phương thức không cần sấy. Chỉ với không khí và nắng trời, những trái hồng Đà Lạt tươi ngon được treo thành dàn như thế này cũng tự biến thành những trái hồng khô nâu, được giữ lượng đường trong quả và độ ngọt đậm đà,
hương thơm tự nhiên, đặc biệt mềm dẻo và hơn nữa đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Ông Trần Phú Lộc ở phường 3 thành phố Đà Lạt là người tiên phong học hỏi quy trình sấy hồng khô theo công nghệ Nhật Bản này. Và cho đến nay, doanh nghiệp của ông ngày càng mở rộng quy mô sản xuất với sản lượng hồng sấy khô khoảng 10 tấn một năm. Bây giờ muốn cái này thành công, thứ nhất là chúng ta phải khắc phục cái độ ẩm bằng cách là chúng ta bổ sung thêm máy móc thiết bị, là để trước khi mà đưa vào mà sản xuất, đưa vào treo thì và xử lý vô trùng thì chúng ta phải đưa vào, chúng ta xử lý sơ bộ để nó khô bề mặt của trái hồng, sau đó chúng ta đưa vô xử lý vô trùng và đem ra treo. Cái thứ hai là gặp những lúc mà theo cái dự báo thời tiết mà nếu những giai đoạn mưa nhiều thì chúng ta cũng không sản xuất, bởi vì những lúc như vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ bỏ. Cùng với trái hồng và hồng hoa, Đà Lạt còn rất nhiều loài hoa, cây trái đặc sản nổi tiếng khác cũng đã dần khẳng định được thương hiệu. Và điều đáng nói ở đây, những sản phẩm ấy đã trở thành sản phẩm chiếm được cảm tình của người dân và du khách. Quà đây mình thấy nó rất là đa dạng, nó có nhiều đặc sản của Đà Lạt như là có hồng treo. Mình muốn mua về để làm quà gì, cái hồng treo này nghe nói lâu rồi, nhưng mà ở đây thì thấy cái mẫu mã chất lượng thấy hợp vệ sinh, nhân viên thì hướng dẫn nhiệt tình, giải thích cặn kẽ nên mình cứ mua về để làm quà. Bằng tình yêu và đức tính cần cù chắc chiêu trong lao động sản xuất, các thế hệ nông dân ở Đà Lạt tiếp nối luôn chọn lựa chắt lọc ươm mầm để không ngừng nghiên cứu tìm ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc hữu cây trồng của địa phương, có phần tạo nên tên tuổi cho thành phố ngàn hoa này luôn được vang danh. Trở lại với phần tin, sáng nay ngày 13 tháng 2, Học viện Lục quân đã khai giảng khóa học đào tạo ngắn hạn cán bộ chỉ huy tham mưu Trung đoàn Bộ binh khóa 68, đào tạo hoàn thiện cán bộ chỉ huy tham mưu quân sự huyện khóa 27 và đào tạo Đại học Đại cương chương trình 5. Với tinh thần chủ động sáng tạo, tích cực đổi mới các nội dung chương trình đào tạo, trong học kỳ 1 năm 2018-2019, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn học viện đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Với 100% học viên đều tốt nghiệp ra trường, sau khi trở về đã phát huy những kiến thức đã học để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Trong học kỳ 2 này sẽ có 370 học viên tham gia học tập các khóa đào tạo ngắn hạn tại học viện trong thời gian từ 3 đến 6 tháng với các nội dung chương trình liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu huấn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu và công tác xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Học viện Lục quân mong muốn đội ngũ cán bộ giảng viên trong toàn học viện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, chấp hành tốt các kỷ cương kỷ luật, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, tích cực thực hiện tốt nội dung 3 khâu đột phá, chất lượng giảng dạy tốt nhất, quản lý rèn luyện học tập tốt nhất, hiệu quả đào tạo nghiên cứu khoa học cao nhất và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học. Tiếp tục chương trình là những tin vắn nhân dịp lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Hoa hồng được trồng tập trung tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt với diện tích gần 500 hecta. Những ngày qua thời tiết thuận lợi, có nắng ấm kéo dài nên hoa hồng tại vườn của nông dân bung nở đẹp và cho sản lượng cao. Dịp ngày lễ tình nhân, nhu cầu hoa hồng của thị trường tăng mạnh, do đó hoa hồng các loại được bán tại vườn có giá từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng một bông. Riêng hoa hồng đỏ có giá bán 6.000 đồng một bông và được thị trường ưa chuộng nhất, mức giá này tăng 3 lần so với ngày thường. Cộng với sản lượng đạt cao nên người dân trồng hoa hồng rất phấn khởi và yên tâm gắn bó với nghề trồng hoa hồng. Thung lũng tình yêu Đà Lạt được công nhận là thắng cảnh du lịch cấp quốc gia từ năm 1998. Như cái tên của nó, thung lũng tình yêu được ví như thung lũng yêu thương của các cặp đôi uyên ương. Bởi vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20, những câu chuyện tình yêu lãng mạn của các cặp tình nhân người Pháp thường đến đây ngắm cảnh tâm tình vào những ngày cuối tuần trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Do đó, người Pháp đã đặt tên nơi này là thung lũng tình yêu. Chính điều này, hàng năm cứ vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, thung lũng tình yêu Đà Lạt chính là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi
tìm đến để gắn kết tình cảm cùng với những lời nguyện ước bên nhau dài lâu tại một danh thắng thơ mộng nhất ở Đà Lạt. Lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, thung lũng tình yêu tập trung vào các không gian tại khu vực Bình Yên, Vĩnh Cửu với chủ đề Đưa em về thanh xuân. Trong đó sẽ được bố trí các biểu tượng về tình yêu, không gian hoa được trồng thêm tràn ngập, ghi dấu ấn trên phiến đá hay những ổ khóa tình nhân sân khấu Venus. Xuất khẩu gạo đầu năm nhiều khởi sắc, không chủ quan với cúm mùa là thông tin đáng chú ý phần tin trong nước. Trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, đã có hàng ngàn tấn gạo Việt Nam được xuất khẩu đi những thị trường cao cấp như châu Âu và Trung Đông, cho thấy chất lượng gạo Việt Nam đang dần được thế giới công nhận. Khí thế sản xuất đầu năm rộn ràng từ cánh đồng đến các nhà máy, báo hiệu một năm tiếp tục khởi sắc cho hạt gạo Việt. Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, nhà máy sản xuất gạo tại An Giang của tập đoàn Lộc Trời đã làm việc 3 ca một ngày để kịp tiến độ giao trên 300 tấn gạo chất lượng cao đi thị trường châu Âu. Trong tháng 2, doanh nghiệp còn tiếp tục thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đã ký với trên 2.700 tấn gạo giá khá cao. Với những cái tín hiệu đầu năm, Lộc Trời đã xuất khẩu được cái đơn hàng sang châu Âu với cái giá cao đó. Đó là chính là một tín hiệu của thương hiệu. Khí thế sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lúa gạo. Khởi đầu cho một năm mới, nhiều tín hiệu lạc quan của xuất khẩu gạo Việt Nam. Trong quý 1, khoảng 100.000 tấn gạo các loại sẽ được xuất đi các thị trường châu Á và châu Phi với trị giá khoảng 150 triệu đô la. Cạnh tranh thị trường và thách thức xuất hiện ngay từ đầu năm, nhưng nhiều nhân tố mới cũng đã xuất hiện được xem là sẽ hỗ trợ xuất khẩu lúa gạo năm nay đạt mục tiêu đề ra. Trước đây thế rất mạnh của chúng ta như thị trường Trung Quốc thì nó đang giảm rất mạnh, và một số các thị trường khác thì đến giờ này người ta vẫn chưa có cái kế hoạch mua vào. Tuy nhiên thì một số thị trường tương đối nó cũng ổn định, ở khu vực Đông Nam Á hoặc là khu vực châu Phi thì người mua thì vẫn có một lượng mua nhất định. Nhờ đó thì chúng tôi cũng đã ký được một cái lượng hợp đồng khá tốt. Những tín hiệu lạc quan xuất khẩu gạo đầu năm 2019 tiếp nối kết quả của năm 2018 khi giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đã gia tăng mạnh, là kết quả của quá trình sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, sản xuất gạo sạch, gạo phẩm chất cao, lấy chất lượng làm nền tảng để xây dựng thương hiệu và khởi tạo giá trị cho hạt gạo Việt. Vấn đề mà gạo sạch, cái đó là cái hướng chung của thị trường sắp tới. Không thể nào mà sản xuất ra những cái hạt gạo như trước đây là muốn phun thuốc gì phun, muốn rải phân gì rải, mà tất cả đều phải đi vào một cái thống nhất chung. Khi mà muốn phát triển lớn thì Lộc Trời xây dựng cái thương hiệu gạo của mình trên cái nền tảng là bảo vệ được năng suất của bà con nông dân, cùng với nông dân xây dựng chất lượng để xây dựng cái thương hiệu. Hiện nay các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch vụ đông xuân, một trong những mùa vụ chính với sản lượng lúa rất lớn. Tuy nhiên, tình hình dịch hại, xâm nhập mặn cũng đang đặt ra nhiều khó khăn cho nông dân. Chính vì thế, ngay trong những ngày đầu xuân, công tác chăm sóc cây trồng, phòng chống hạn mặn để đảm bảo năng suất chất lượng cho vụ lúa cũng được các địa phương, các doanh nghiệp và bà con nông dân khẩn trương thực hiện cho một mùa vàng bội thu và một năm thắng lợi của xuất khẩu gạo nước ta. Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 bằng thành tích về đích nông thôn mới với nhiều thành tựu vượt bậc. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, kinh tế phát triển, chế độ chính sách đến với từng hộ gia đình người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao giá trị sống của người dân nơi đây. Xã Gào là một trong ba xã cuối cùng của thành phố Pleiku đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận vào cuối năm 2018. Nhờ thực hiện tốt đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp nhiều giải pháp liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập, bộ mặt nông thôn xã Gào đã thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể nhờ những lợi ích từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng nhà nước đã quan tâm là làm đường cho là dân làng A Xã Gào thuộc là Xã Gào, thành phố Pleiku là đã quan tâm đường, rồi trường, trạm, điện, rồi là trường học đầy đủ cho các cháu con em đi học biết được cái chữ, rồi là bà con dân làng là đi làm là bà con cũng là rất là mừng, rất là phấn khởi. Ban đầu là ra phải tuyên truyền cho bà con hiểu về mục đích của chủ trương chính sách của đảng ta là muốn cho nhân dân ta được ấm no và hạnh phúc, để đổi thay mấy cái làng đường ngõ xóm
từ tuyên truyền đó thì bà con thống nhất thì hiến đất bỏ công ra làm mấy cái đoạn đường là nhân dân là bỏ công ra 100%. Thành phố Pleiku thực sự có bước chuyển mình với tốc độ đô thị hóa nhanh, là vùng kinh tế trọng điểm chiến lược của tỉnh Gia Lai. Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ 2011 đến 2018, thành phố Pleiku cán đích mục tiêu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình là gần 1.500 tỷ đồng cho 9 xã thuộc thành phố Pleiku. Xây dựng nông thôn mới thì suy cho cùng là chúng tôi quan tâm nhất đến là đời sống vật chất tinh thần của nông dân. Thế thì phát triển sản xuất thì thành phố tập trung từ nay trở đi thì là tập trung để mà làm sao mà củng cố các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, rồi là liên doanh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để mà hình thành những cái chuỗi sản xuất. Thành phố Pleiku có đặc điểm đặc trưng của phố núi với nhiều làng xã và tỷ lệ người dân nông thôn, người dân tộc thiểu số cao. Do đó, chương trình xây dựng nông thôn mới khi được triển khai thực chất đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của nhiều làng xã. Cùng với những nguồn đầu tư quan trọng về cơ sở hạ tầng, tư duy, cách làm của người dân cũng có những bước thay đổi quan trọng. Đây là tiền đề để thành phố cán đích nông thôn mới cũng như xây dựng phát triển kinh tế xã hội trong những giai đoạn tiếp theo. Số ca nhiễm virus cúm mùa đang có xu hướng gia tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ, thậm chí đã ghi nhận những trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm tới tính mạng do chủ quan không điều trị kịp thời, đặc biệt là những người có sẵn bệnh mãn tính. Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, bệnh nhân 48 tuổi này được chẩn đoán viêm phổi cấp và suy đa phủ tạng do nhiễm cúm AH1N1. Còn người đàn ông này, mặc dù hiện tại đã cai được máy thở, tiêm phổi nhân tạo, nhưng tình trạng bệnh vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Cả hai bệnh nhân này khi mắc cúm đều chủ quan, không đi khám mà chỉ tới khi không thở được, gia đình mới đưa vào nhập viện. Mọi lần thì cứ cúm thì cũng lên đấy mua thuốc thôi, thì cũng 3 hôm là khỏi, thế nhưng đợt này hết 3 ngày rồi mà chưa thấy đỡ. Thì là lên đổi thuốc thì anh uống một ngày thì anh lại cứ kêu là anh nóng ruột. Thì nó cứ cồn ruột lên thì không nên bảo đổi cho bác thuốc khác để uống. Thì chỉ thấy là cứ ho sốt thôi. Thì đo nhiệt độ là toàn là 39, 6, 8 đấy. Thế là đi. Thế thôi. Các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cả hai bệnh nhân đều là những trường hợp điển hình của nhiễm cúm mùa. Trên nền bệnh mãn tính nhưng chủ quan không điều trị, dẫn đến biến chứng quá nặng. Để duy trì sự sống, các bác sĩ đã phải sử dụng biện pháp tiêm phổi nhân tạo ngoài cơ thể. Những cái trường hợp mà cúm thông thường thì triệu chứng ho, sốt, rồi những triệu chứng viêm nong vài ba hôm, 3 đến 5 hôm thì thường là bệnh nhân thuyên giảm. Thế nhưng mà những bệnh nhân mà khi mà chúng ta thấy là khi cũng khởi đầu bằng những triệu chứng viêm nong, rồi ho, sốt, rồi nhưng mà những cái triệu chứng ho tăng lên, tức ngực tăng lên, khó thở tăng lên, những bệnh nhân đấy thì bắt buộc chúng ta phải đến cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị, kiểm tra. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng ngừa tránh lây nhiễm. Đặc biệt khi phát hiện bệnh, nếu uống thuốc không khỏi thì cần tới ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Cùng đến với mô hình du lịch dưới tán rừng núi voi ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, giữa thiên nhiên hùng vĩ của khu rừng già núi voi ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, khu du lịch Hana Land được xây dựng và hình thành bởi nhóm bạn trẻ yêu thiên nhiên của Đà Lạt. Hana trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa, Hana Land là miền đất hoa. Du khách đến đây là về với miền đất hoa, miền đất của hạnh phúc để được sống và trải nghiệm mô hình du lịch độc đáo dưới tán rừng nguyên sinh này. Hoang dã, bình yên và tràn đầy nguồn năng lượng tích cực là điều mà ai cũng cảm nhận được khi đặt chân đến Hana Land. Khu du lịch nằm dưới tán rừng già và được thiên nhiên ôm trọn vào lòng. Không gian mênh mông dịu vợi, những căn nhà sàn của đồng bào dân tộc Cờ Ho, những ngôi nhà trên cây độc đáo thấp thoáng dưới tán rừng tạo nên một bức tranh đầy quyến rũ, thu hút vừa lôi cuốn vừa bí ẩn. Em trải nghiệm nhà trên cây thì em thấy là
không khí ở đây, không khí trên nhà cũng tuyệt vời. Một buổi sáng mà thức dậy nếu như được uống trà ở trên đó thì còn gì bằng nữa. Và sau một thời gian thì đi dạo vòng quanh đây thì được lắng nghe tiếng chim hót, được lắng nghe tiếng suối róc rách. Em cảm thấy mình như hòa quyện vào thiên nhiên. Và em ước là mình có thể được sống ở đây hoặc là được trải nghiệm đây lâu hơn. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km, nằm sâu trong khuôn viên rộng hơn 400 ha của núi Voi. Khu du lịch Hanaland được hình thành bằng tất cả tâm huyết của nhóm bạn trẻ ở Đà Lạt, mà người đứng đầu là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Với gần 15 năm kinh nghiệm làm du lịch ở thành phố xinh đẹp này, Hoàng Anh luôn trăn trở về những mô hình du lịch mới, tạo thêm đặc sắc cho thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên. Vốn là người yêu thiên nhiên, nên Hanaland là tất cả tình yêu mà Hoàng Anh và nhóm cộng sự của mình chung tay xây dựng. Du khách đến đây không chỉ bị hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng hữu tình và hệ động thực vật phong phú đa dạng của rừng nguyên sinh núi Voi, mà còn được trải nghiệm một cuộc sống vô cùng hoang dã, được ăn những thực phẩm tươi ngon do Hanaland tự trồng và chăn nuôi dưới tán rừng. Trong khuôn viên Hanaland có 10 ngôi nhà bằng gỗ huỳnh đàn xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Cờ Ho. Mỗi căn nhà mang tên của một loại cây rừng khác nhau như thông ba lá, thông đỏ, bơ mu, bạch tùng, cẩm lai, với những nét đặc trưng, sức chứa và view khác. Điểm đặc biệt trong phong cách thiết kế nhà ở đây là một số ngôi nhà được xây dựng trên lưng chừng của các cây to và có độ cao từ 6 đến 10 mét, với diện tích sử dụng đủ cho 2 người. Đúng ngày là 24 tháng 12 năm 2018, thì lần đầu tiên em đặt chân đến vùng đất Hanaland, là người Đà Lạt sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên em được vô trong núi Voi. Và em thốt lên là tôi đã tìm thấy cái nơi tôi muốn đến rồi. Và cái ý tưởng là biến đây thành một cái nơi hạnh phúc và truyền cái cảm hứng sự hạnh phúc đó thông qua các hoạt động về nông nghiệp sinh thái và thông qua những vị khách du lịch sinh thái đến với vùng đất này, thì tụi em muốn truyền tải được cái đó là sự hạnh phúc. Bằng tất cả tâm huyết, sự chân thành và chứng tỏ được nội lực của những người con Đà Lạt, biến vùng đất hoang sơ này thành một điểm đến thú vị cho du khách yêu thiên nhiên, trân quý tài nguyên rừng, nên mô hình du lịch tuân thủ các quy tắc không xâm lấn rừng, không cào đất, không đắp bê tông và không nhân tạo hóa. Tất cả đều hướng đến mục tiêu, thiên nhiên là quà tặng đầu tiên, để mọi người tận hưởng khi đặt chân vào miền đất hoa này. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà ở đây, và tôi cảm thấy rất là trân trọng những cái người mà tạo ra cái nơi này, và họ giữ được cái hệ sinh thái ở đây, họ giữ cái hệ sinh thái ở đây rất là tốt, thì tôi rất là muốn quay lại đây một lần nữa. Trải nghiệm cuộc sống dưới tán rừng là tìm hiểu sự tích lịch sử của khu căn cứ địa cách mạng núi Voi, giữa núi rừng hoang sơ và sương khói, trong một không gian bao la rộng lớn. Du khách vừa có cảm giác lạ lẫm, vừa thân thuộc. Tất cả đều hòa quyện trong thanh âm của núi rừng. Không gian ở đây thực sự là kỷ niệm khó quên đối với du khách, nhất là với những ai ưa thích khám phá những bí ẩn của thiên nhiên. Và với những ai đã từng đến đây, chắc hẳn sẽ thêm trân quý và yêu thiên nhiên nhiều hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.